Đấy các bác thấy. Mình đảm bảo chưa đầy 5 phút là bò nó ăn liếm sạch máng luôn các bạn. Chưa đầy 5 phút rồi. Nhanh lắm. Sướng không? Các bác nhìn đấy. Nhìn bò ăn sướng không? Lấy cầu vào đây đi. Lấy cầu vào đây đi mấy anh em. Muộn rồi. Sau 5 phút trắng máng. Nó vét nó như kiểu đó là mình cọ máng ấy các bác. Như kiểu mình cọ máng ấy. F2 này đẹp không bác? Được không? Cần chỉ không? Vui là vui được bác. Bác nào cần mang về lại nhảy giống bác cứ liên hệ mình nha. Đây đây cho ít cái cỏ xanh vào cho bọn nhỏ kia đi. Xin chào bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Vừa rồi cũng có rất nhiều bác comment rồi gọi điện cho mình bảo là bây giờ anh muốn khởi nghiệp với bò vỗ béo quy mô khoảng 50 con thì không biết là cần bao nhiêu tiền, diện tích là bao nhiêu. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bác đó là đây, cái quy mô nhà mình đây. Cũng tương tự một cái chuồng rồi nuôi rơi tầm khoảng 50 con như thế này thì tổng đầu tư đó là khoảng bao nhiêu tiền rồi. Đó, thì đầu tiên đó là để nuôi 50 con bò thì chia sẻ với bác là các bác phải cần chuẩn bị đó là ở đất. Thì cái đất ấy, diện tích bao nhiêu là đủ để nuôi khoảng 50 con bò. Thì theo mình á, là nếu mà các bác có đất rộng rơi tầm khoảng từ 1 hát đến 1 hát rưỡi thì các bác có thể nuôi từ 40-50 con bò rồi. Đó, đấy là cái vấn đề đầu tiên. Thì cũng kỳ vọng nó là giả sử nhiều bác là có thể là phải mua. Cũng giả sử mua 1-2 hát chẳng hạn, nhưng mà tùy từng vùng giá cả như thế nào. Đó, còn như đây như nhà mình thì đi thuê. Đó, thuê khoảng bao nhiêu triệu một năm nữa. Rồi đối với lại một số bác mà có đất sẵn rồi thì các bác chỉ cần có tiền xong bắt đầu làm chuồng, làm trại rồi những cái nhà xưởng, nhà công nhân lên thôi. Thì sau khi các bác có đất rồi thì bắt đầu là các bác làm quy hoạch, tức là làm chuồng rồi làm nhà công nhân rồi làm kho. Thì chia sẻ bác là giả sử như là một trại của mình đây làm cũng tận dụng đúng bác, bởi vì đây là cái chuồng mình thuê. Mình cũng đã đầu tư vào đây đâu đó rồi tầm khoảng nguyên cái chuồng để nuôi 50 con như thế này, cộng với lại nhà công nhân, cộng với lại kho. Thì tổng cái đầu tư ban đầu, cái tiền chuồng mà tất cả mọi thứ á, thì mất rơi tầm khoảng 500 đến 700 triệu tùy các bác. Như mình ấy, mất đâu đó rơi tầm khoảng gần 500 triệu về cái vấn đề đó là cái chuồng trại. Thì chuồng trại thì bao gồm kho này. Kho thì các bác có thể là để dụng cụ này, để cám này, các bác để rơm các thứ này. Đó, thì cái kho nó có tác dụng như vậy. Còn tiếp theo là nhà ở công nhân. Ở đây thì chia sẻ với bác là mình cũng làm khá là rộng, có 3 phòng. Công nhân ở là một chuyện rồi, nhưng mà nhân viên kỹ thuật của mình là lên đây để thực hành kỹ thuật ở trên trại của mình nữa. Thế vì vậy là mình cũng làm 3 phòng ngủ, cả phòng ăn mọi thứ nữa. Đó, đấy là cái vấn đề đầu tiên, đó là kho với lại cái nhà ở công nhân. Còn cái chuồng trại này chia sẻ với bác là các bác làm thiết kế thì có 2 kiểu chuồng. Một đó kiểu chuồng đó là làm chuồng khung. Đó, quản lý từng con một khung. Còn tiếp theo là các bác có thể làm theo mình, làm theo cái kiểu chuồng nó đệm lót sinh học. Đó, tuy nhiên thì làm chuồng khung nó sẽ mất nhiều tiền hơn so với lại làm đệm lót sinh học như thế này nha bác. Cái này thì mình làm nó cũng khá là đơn giản thôi, bởi vì là đất mình thuê thế, vì vậy là không thể làm kiên cố được như các bác được. Chính vì vậy chia sẻ bác là như mình làm đây tổng đầu tư đâu đó rơi tầm khoảng có gần 500 triệu thôi bác, gần 500 triệu thôi. Đấy là cái vấn đề đó là tiền chuồng trại mọi thứ. Tiếp theo là sau khi các bác đã trồng cỏ xong này và làm chuồng, làm trại, làm kho, làm nhà cửa xong thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành đó là mua máy móc nữa. Cái vấn đề mua máy móc rất là quan trọng. Thì cái máy móc á, thì như thế bác là các bác phải mua những cái loại máy nào. Đầu tiên đó là cái máy băm. Cái máy băm này thì đối với cái quy mô đâu đó rồi tầm khoảng từ 40 đến 50 con thì các bác chỉ cần nó là mua cái loại khoảng 7 triệu đến 8 triệu thôi. Hoặc là nếu mà bác nào có điều kiện hơn, muốn mà khi mình băm cây ngô, băm cỏ ủ nó nhanh hơn á, thì các bác có thể mua cái loại rơi tầm khoảng 14, 15, 16 triệu gì đó. Thì cái tốc độ băm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đối với nhà mình thì cái máy băm này á, thì mình chỉ có mua cái loại 6 triệu thôi. Đó, 6 triệu thì cái loại này chia sẻ bác là băm nó hơi chậm.
mà bởi vì là mình điện của nhà mình là lắp khá là xa, chính vì vậy là điện nó yếu, mình không mua được cái loại máy nó to được. Lẽ ra mình mua cái loại hơn 7 triệu tốt quá, băm nó sẽ rất là nhanh, rất là nhàn, bởi vì nó phụt từ trên xuống đó. Cái loại hoặc là cái loại 14 triệu thì nó còn nhanh hơn nữa. Còn cái loại này chia sẻ bác là cái loại này là phụt ngang. Tuy nhiên thì băm cái loại này cũng khá là nhanh. Đối với 50 con bò này chia sẻ bác là mình băm chắc đâu đó rồi tầm khoảng 20-30 phút là xong rồi. Bởi vì là cái quy trình dinh dưỡng của mình bây giờ các bác biết rồi. Mùa này thì không có cỏ xanh, chủ yếu là cỏ ủ với lại mía đây. Các bác có thể đấy, mía đây. Mình nhập vào hơn 1.000 đồng một cân. Đó. Mía rồi cây ngô ủ rồi cám rồi bá bia, thế là xong. Đối với cái quy trình dinh dưỡng của mình, lát nữa mình sẽ chia sẻ với bác là quy trình của mình như thế nào, cho ăn như thế nào. Còn tiếp theo đối với chuồng của mình thì mình vừa sắm cả cái con máy ở Nhật cũ này nữa. Cái máy này vừa đó là đi đảo đệm lót sinh học này, đảo đệm lót sinh học ở chính. Và giả sử như là ở trên bên ngoài kia vừa rồi sáng nay mấy anh em cũng chỗ đoạn mà đất trống ấy, thì mình cũng tận dụng cái máy này á, đi đào đất các thứ để trồng cỏ các bác này. Sáng nay mấy anh em đã trồng sắp xong rồi đó các bác, trồng ngô, trồng cỏ, lúa mạch thử, ở trên đó thử nghiệm xem như thế nào. Đó, cái máy này thì nó rẻ thôi, 4 triệu rưỡi một cái. Đào đệm lót sinh học rất là nhanh. Còn cái chuồng thì chia sẻ bác là làm cũng khá là đơn giản thôi các bác. Chuồng làm khá đơn giản thôi. Cái này là ngày xưa lẽ ra là mình làm đó là cái máng này bằng cái đường đi này thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, hiệu quả hơn rất nhiều, không phải các bác không phải đắp cái máng này đâu. Mình nói thật không, các bác không phải đắp cái máng này lên làm gì cả. Làm đường với đường đi máng ăn bằng nhau hết. Và cái máng ăn này cao hơn so với mặt nền thả bò á, thì đâu đó rơi tầm khoảng 35 cm. Còn từ đáy máng ăn lên cái miệng này thì đâu đó rơi tầm khoảng 25 cm là ok rồi các bác. Đó. Còn cái chiều rộng đây các bác làm cũng làm cái khung này này. Thì các bác làm cao, cố gắng cao rồi tầm khoảng 1m3, 1m4 gì đó. Tức là khi con bò nó ăn, nó thò cổ ra để ăn á, thì nó không tì vai vào. Và các bác làm chiều rộng giữa cái típ này đến típ kia là khoảng 35 phân ok rồi. Còn để làm cái chuồng đệm lót sinh học, chia sẻ với bác là cái lòng chuồng thả bò á, thì các bác cứ tính rơi tầm khoảng từ 4m đến 5m vuông trên con. Cái lòng chuồng á, lò thì nó rộng phải ít nhất rơi tầm khoảng 5 đến 6m. Thì lúc này á, con bò nó sẽ vận động ở trong này, nó sẽ thoải mái hơn. Chứ còn nếu mà các bác làm hẹp quá khoảng 3-4 mét là không làm được đệm lót sinh học đâu, nó không hiệu quả. Đó là cái lòng chuồng thả bò. Còn cái bên ngoài kia, cái sân chơi á, thì chia sẻ với bác là các bác phải làm cho mình đâu đó rơi tầm khoảng 6-7 mét vuông một con. Làm chuồng đệm lót sinh học nguyên tắc là phải có sân chơi nha bác. Phải có sân chơi thì lúc này là nó sẽ đỡ áp lực cái đệm lót sinh học của mình. Và sẽ giúp cho con bò nó ra ngoài, nó vận động, nó tắm nắng, nó sẽ phát triển hơn rất là nhiều. Đó là cái vấn đề, đó là chuồng trại ha. Các bác có thể làm một mái hay hai mái đều ok hết. Hai mái thì các bác làm hai bên ra như này và sân chơi sang hai bên như của mình như này. Theo mình nghĩ là các bác phải mua thêm cái cân nữa để sau này về mình kiểm tra bò như thế nào. Đây giả sử những cái dòng cân điện tử như này, nó cũng đâu đó rơi tầm khoảng 8 đến 10 triệu một cái, khoảng 2 tấn. Đó. Cái cân như thế này thì sau này giả sử các bác bán bò như thế nào, hoặc là theo dõi với cái tăng trọng của con bò nữa, thì sẽ giúp cho đó là mình căn chỉnh được cái lượng thức ăn mọi thứ, rồi giúp xem con bò mình nó có phát triển nó có tốt hay không. Đó, thì mua thêm cái cân này. Và dĩ nhiên rồi, các bác phải mua thêm cái quạt nữa. Bởi vì là trong cái chuồng trại của mình á, thì có thể là gặp cái nhiều trường hợp đó là nắng nóng hay mọi thứ, thì chia sẻ với bác là các bác phải có quạt. Quạt hút đẩy để đẩy hết không khí nóng ở trong chuồng, hơi khí độc ở trong chuồng ra. Đó là vấn đề tiếp theo. Và sau khi đó là các bác sắm đâu đó những cái dòng máy móc rồi cân kiếc các thứ, thì các bác lại phải bắt đầu nhập bò về. Cỏ đã lên rồi, đúng không ạ? Cỏ đã lên thì các bác bắt đầu nhập bò về và chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho nó rồi. Thì nhập bò về thì 50 con thì các bác có thể là nhập làm hai đợt. Giả sử như là đợt 1 đó là 25 con và đợt 2 là 25 con, cách nhau rơi tầm khoảng 3-4 tháng gì đó. Hoặc là nhiều bác có điều kiện thì các bác có thể là nhập một phát luôn, 50 con luôn. Thì bây giờ giá đâu đó từ 25 đến 30 triệu một con, nếu mà cái loại rơi vào tầm khoảng tạ 8, 2 tạ đến 3 tạ. Có thể là giả sử nhiều bác có thể bắt những cái dòng bò to choai khoảng 3 tạ, 3 tạ rưỡi về. Đó thì giá tiền nó cao hơn. Còn đối với những cái bò nhỏ rơi tầm tạ 8, tạ 9, 2 tạ thì chia sẻ bác là giá tiền nó sẽ rẻ hơn. Giả sử như mình
bảo các bác là bắt cái loại bò rơi tầm khoảng tạ 7, tạ 8, tạ 9, 25 triệu một con chẳng hạn. Thì các bác nhân lên thôi, 50 con. Thì nó rơi tầm khoảng hơn 1 tỷ, đúng không ạ? 1 tỷ 250 triệu là các bác có một dàn bò 50 con rồi. Hoặc là giả sử như là bây giờ các bác nhập cái loại rơi tầm khoảng 30 triệu hay 35 triệu, 30 triệu chẳng hạn. Thì các bác phải mất rơi tầm khoảng 1 tỷ rưỡi. Đó, thêm cái số tiền. Nhưng mà những cái dòng bò trên ba tạ như thế này á, về chia sẻ bác là chỉ ăn với lớn, chỉ ăn với lớn thôi, chẳng bệnh tật gì hết. Đó, còn những cái dòng bò rơi tầm tạ 7, tạ 8 hay tạ rưỡi, chia sẻ bác là về chăm sóc nó như con mọn luôn, rất là vất vả, rất là vất vả. Vì vậy là có được cái này thì mất cái kia, được lợi cái này thì mất cái kia. Giả sử như bây giờ mà các bác đó là nhập con bò con này thì mình phải về chăm sóc rất vất vả hơn so với những cái dòng bò to này. Đó, dòng bò to này về thì chỉ ăn với lớn rơi tầm khoảng 5-6 tháng sau các bác bán rồi. Nhưng còn những cái dàn bò rơi tầm khoảng tạ 7, tạ 8 này thì về chăm sóc nó vất vả hơn rồi. Khoảng 12 đến 15 tháng sau các bác mới bán cơ. Mà thậm chí là về còn hao hụt đầu con cơ. Đó là chuyện bình thường các bác đối với chăn nuôi con bò sinh học mà. Thế vì vậy là nhất là con bò này nó bảo là dễ tính là rất là dễ tính. Nhưng mà bảo khó tính rất là khó tính. Đó, bởi vì nếu mà mình căn chỉnh cái hàm lượng vật chất khô và chất xơ trong cái khẩu phần ăn của nó, thì chia sẻ bác là nếu mà mình không căn chỉnh được tốt, có thể là gây ra hiện tượng đó là liệt dạ cỏ, bội thực dạ cỏ, rồi chướng hơi dạ cỏ là chuyện bình thường, vì axit dạ cỏ là chuyện bình thường. Chính vì vậy chia sẻ bác là các bác phải để ý những cái vấn đề đó. Đó là cái con giống nhà bác. Thế đấy, 50 con. Thì bây giờ thì chia sẻ bác là các bác phải mất đâu đó rơi tầm khoảng trên 2 tỷ. Trên 2 tỷ tiền bò, tiền chuồng, trại, nhân công, mọi thứ rồi. Đấy là cái vấn đề đó, là đầu tư cho một chuồng đủ 50 con bò. Và sau đó, và sau khi đó là chúng ta đã nhập bò mọi thứ về, thì bây giờ các bác phải căn chỉnh thức ăn như thế nào. Thì con bò nó ăn những cái gì ạ? Nói chung là cái gì nó cũng ăn. Từ rơm, dạ, rồi cỏ, các loại cỏ nó ăn hết. Rồi mía, rồi kể cả bã đậu, bã bia. Thì mình chia ra những cái loại như thế này. Chia ra những loại như thế này. Đối với lại cái dinh dưỡng trên con trâu bò á, thì các bác phải để ý đó là cái nguồn nguyên liệu ở địa phương mình sẵn có. Thì lúc đấy là mình sẽ làm giảm cái chi phí trong cái quá trình chăn nuôi. Hoặc là các bác phải có nhiều đất để các bác trồng thật nhiều cỏ. Bởi vì là con trâu, con bò, mình vẫn nói vui nó là trâu bò ăn cỏ uống lá, đắt bán chơi rẻ để đấy. Thế chính vì vậy nếu mà các bác mà có đủ nguồn nguyên liệu thức ăn cho con trâu bò thì nó sẽ giảm chi phí hơn rất là nhiều, các bác sẽ rất là nhàn. Đó, thì mình chia ra hai loại thức ăn chính đối với con trâu con bò. Đầu tiên đó là thức ăn tinh, thứ hai là thức ăn thô xanh. Thức ăn tinh thì bao gồm đó là bã bia, bã đậu, rồi cám. Đó, đấy là những cái phụ phẩm mà hiện nay nông nghiệp của mình đang rất là nhiều. Tiếp theo đối với thức ăn thô xanh á, thì bao gồm đó là cây ngô, cỏ, rồi mía, rất vân vân, rất là nhiều. Đó, thì đối với con trâu con bò chủ yếu là như vậy thôi. Còn đối với quy trình dinh dưỡng của mình ấy, để mình cho con trâu con bò ăn làm sao nó phát triển tốt, như các bác có thể thấy là đối với trại của mình ấy, chia sẻ với bác là mình cũng cân đong đo đếm thường xuyên, và mình biết được con bò này nó phát triển như thế nào, con bò kia phát triển như thế nào, và tốc độ sinh trưởng tổng của đàn bò này nó có ổn hay không. Đó, thì chia sẻ với bác là mình thấy là trong cái chăn nuôi nếu mà chúng ta đó là không cần bỏ nhiều quá nhiều chi phí. Tuy nhiên thì chia sẻ với bác là mình vẫn làm cho con bò nó phát triển nhanh được. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nhỉ. Nếu mà giả sử như bây giờ hiện tại trại của mình thì chẳng hạn, nhiều bác bảo cứ cho ăn nhiều cám thì nó sẽ lên. Không đâu các bác. Đối với con trâu con bò chia sẻ với bác là cho ăn nhiều cám nó không lên đâu. Bởi vì nó phụ thuộc vào cái hàm lượng vật chất khô trong khẩu phần và chất xơ trong cái khẩu phần ăn của con trâu bò. Đối với con bò như thế này á, thì nó cần nó đâu đó rơi tầm khoảng cân 8 đến 2 cân cái chất xơ trong cái khẩu phần ăn. Tức là tương đương với 25 kg cỏ xanh hoặc là 6 kg rơm. Cộng với lại cái hàm lượng vật chất khô trong cái khẩu phần thì chia sẻ bác là nó cần từ 2,5 đến 3% trọng lượng cơ thể. Đối với con bò 4 tạ như thế này, các bác phải cần đâu đó rơi tầm từ 8 đến 9 kg cái chất khô trong cái khẩu phần này. Đó, đấy là cái vấn đề. Ở miền Trung, miền Nam, chia sẻ bác là đối với khí hậu ở trong đó nó không khắc nghiệt như ở miền Bắc. Bởi vì cái độ ẩm miền Bắc cộng với lại miền Bắc này có 4 mùa nữa. Chính vì vậy chia sẻ bác là ở trong miền Nam hoặc là một số tỉnh miền Trung á, thì đối với mùa này vẫn có cỏ vẫn phát triển rất là tốt.
Nhưng mà đối với miền Bắc này mất 4 tháng mùa đông, các bác nhớ nha, 4 tháng mùa đông. Vì vậy là các bác phải chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn, giả sử như cây ngô ủ, giả sử như là mía, giả sử như là dơm về. Như năm nay hiện tại ở miền Bắc không có dơm, mua đến 4.000 đồng một cân dơm cũng không có. Chính vì vậy là rất là vất vả, rất là vất vả. Đó, thì mình vẫn bảo rồi, đối một con trong cái thời điểm mà chăn nuôi châu bò như thế này, mùa đông như thế này, thì các bác phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho mình, từ dơm, cây ngô ủ, các bác cứ chuẩn bị nhiều vào, để được vài tháng đến 7-8 tháng đến cả năm mà các bác không phải lo cái vấn đề đó. Quan trọng là các bác có chịu khó đó là đi tìm hiểu những cái đi tìm những cái nguồn thức ăn như vậy về cho con trâu con bò không. Bây giờ hiện tại đối với quy trình của mình thì sợ chia sẻ bác là nó khá là đơn giản thôi. Buổi sáng 7-8 giờ bắt đầu các bạn đi chặt cỏ về, sau đó là các bác bạn ấy lấy bã bia với cám cho bò ăn. Đó, bã bia với cám cho bò ăn trước, khoảng 5 phút sau tôi chia sẻ bác là bò lan hết sạch rồi, ăn trắng máng luôn rồi, liếm không còn một cái gì luôn. Sau đó mình phải băm mía, băm một ít cỏ xanh thôi. Bây giờ chắc là một ngày á, là một con bò như này của mình á, được có khoảng 4 đến 5 cân cỏ xanh à. Và sau đó là mình trộn thêm đó là mía này, trộn thêm đó là cây ngô ủ kia và cho ăn. Cho ăn xong rồi tầm khoảng 30 phút sau là bò lan xong rồi, là lúc đấy chúng ta sẽ lấy dơm cho bò ăn. Thế là xong một buổi sáng và buổi chiều cũng vậy rồi bác. Và một con bò của mình thì bây giờ chia sẻ với bác là mình đảm bảo về cái vấn đề đó là vật chất khô và chất xơ trong cái khẩu phần ăn. Vì vậy cái tốc độ sinh trưởng phát triển của nó rất là tốt. Và tiếp theo là con bò nó cũng không có hiện tượng đó là bị tiêu chảy, không có bao giờ có hiện tượng đó là bị chướng hơi dạ cỏ bao giờ cả. Đó, bị bội thực dạ cỏ bao giờ cả. Đấy là cái vấn đề đó là trong chăn nuôi châu bò. Còn đối với lại con châu bò này á, thì mình là châu bò nhốt chuồng. Vì vậy trong cái khẩu phần ăn các bác phải bổ sung thêm những cái dòng khoáng, khoáng đa vi lượng. Giả sử như là các bác có thể là bổ sung thêm đá liếm như thế này, treo như thế này để cho con bò nó liếm. Để sẽ giúp nó bổ sung cái khoáng nó tốt hơn rất là nhiều. Hoặc là các bác có thể là sử dụng canxi bo để giúp cho nó bổ sung thêm đó là những cái dòng vitamin A, D, E, rồi những cái dòng khoáng đa vi lượng, rồi một số cái loại nấm men sẽ giúp cho nó là cái hệ tiêu hóa của con bò, cái hệ dạ cỏ bò phát triển một cách tốt nhất. Cái vi sinh vật trong dạ cỏ của con trâu bò phát triển một cách tốt nhất. Đối với bò nhốt chuồng như thế này thì toàn bò đực mà các bác. Các bác đừng nuôi bò cái nha. Bò cái thì tốc độ sinh trưởng phát triển nó kém hơn, với tiếp theo là cái giá cả nó rẻ hơn rất là nhiều so với bò đực này. Đó. Thì nuôi toàn bò đực chung như thế này chia sẻ bác là chắc chắn là nhiều con nó sẽ có hiện tượng nhảy nhau rồi có thể húc nhau. Đó. Nói chung là vất vả lắm. Nếu mà các bác làm không tốt thì nhiều con có thể là què chân gãy chân do hiện tượng đó là húc nhau, nhảy nhau phá chuồng là chuyện bình thường. Chính vì vậy là các bác, một là các bác phải thiến, hai là các bác phải bắn hormone đối với lại cái dàn bò trong chuồng mình. Đó, hormone này chia sẻ với bác là chỉ được đâu đó rơi tầm khoảng 6 tháng thôi, nhưng mà cơ bản là những cái gì mình bỏ ra sẽ giúp cho con bò mình nó phát triển một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Đấy, thì các bác có thể là tham khảo những cái vấn đề như vậy trong cái chăn nuôi châu bò. Từ cái cách đầu tư như thế nào, rồi chuẩn bị thức ăn như thế nào, cái những cái vấn đề này chia sẻ với bác là mình đã hướng dẫn nó là cụ thể từ A đến Z rồi, từ cách tiêm chọc thế nào, truyền con bò như thế nào, thiến hoạn con trâu bò như thế nào, bắn hormone như thế nào, chia sẻ với bác là trong tất cả video mình đã chia sẻ hết rồi, nó cũng khá là dễ thôi. Đấy, thì cái cách bắn hormone nó chỉ đơn giản vậy thôi các bác. Sau bắn hormone khoảng từ 15 đến 20 ngày sau thì con bò nó sẽ hiền lại và con bò nó sẽ ăn uống tốt hơn. Bởi vì là cái này người ta gọi là cái thuốc làm hiền bò thôi các bác, nó chỉ là cái hormone thôi. Thì cái này bắn cũng rẻ mà, hơn 100.000 một con thôi mà bác, nó cũng khá là rẻ thôi. Ngày xưa thì lúc bắt đầu mình nhập vào thì nó khá là đắt. Lúc đầu vào mình nhập cái hormone này thì khá là đắt, nhưng bây giờ mình nhập trực tiếp rồi. Thì vì vậy là giá nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều, nó gặp hợp lý hơn một lửa đâu các bác. Nhiều bác qua trại mình bảo là tại sao đó là bò nó phát triển nó đẹp thế, và tiếp theo là phát triển nhanh thế, và bò mình rất là bóng mượt, cực kỳ bóng mượt luôn, phát triển cực kỳ tốt. Từ những con bò đó là con như thế này, ngày xưa đây cách đây 3 tháng các bác tạ 8 tạ 9 à, bây giờ nó đến hơn 3 tạ hết rồi. Đấy, như con voi hết rồi. Còn đây những con bò này chia sẻ với bác là lúc mình bắt đâu đó rơi tầm khoảng 2 tạ rưỡi gì đó, và bây giờ đến khoảng 4-5 tạ hết rồi các bác. Đây, các bác ơi. Vừa mình mới đảo đem nó xong đấy các bác.
vừa mình đảo đệm lót xong đó. Thì bây giờ bọn này nó đòi ăn rồi này các bác này. Đòi ăn rồi này. Nói chung là bò ở trong miền Nam thì như thế bác là khung sườn phát triển rất là tốt. Tiếp theo là cái tốc độ sinh trưởng phát triển con bò cực kỳ tốt luôn các bạn. Cực kỳ tốt luôn. Thế chính vì vậy là mình rất thích bò ở trong đó. Vì là con giống của nó, con giống nó khá là tốt, cực kỳ tốt luôn các bác. Con mẹ của nó to, con bố của nó thì là lấy tinh rồi. Mẹ nó to thì sẽ đẻ ra những con đó là chân tay to rồi khung sườn phát triển to. Những cái dòng bò như thế này mới nuôi được rơi tầm khoảng 7-8 tạ chứ các bác. Chứ còn nếu mà giả sử như bò miền Bắc thì mình không thích lắm bởi vì giá. Giá thì nó rẻ hơn đó. Nhưng mà tuy nhiên thì cơ bản là cái vấn đề nó trong cái chăn nuôi châu bò này mình cần nó là bán càng to thì con bò nó càng được giá. Và cái chất lượng thịt, tỷ lệ thịt nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và tốc độ sinh trưởng phát triển nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì trong cái chăn nuôi bò này á, thì giai đoạn đầu khi các bác bắt về thì nó sẽ gặp nhiều vấn đề. Giả sử bị tiêu chảy, viêm phổi, nhất là cái giai đoạn mà tách sữa. Chính vì vậy là các bác phải chuẩn bị đó là một số cái loại thuốc trong cái chuồng trại của mình để giúp cho đó là mình can thiệp khi con bò giả sử là nó chớm bị tụ huyết trùng, hay là con bò nó có thể là bị viêm khớp, viêm móng có thứ chẳng hạn, hay là sốt bò ăn không rõ nguyên nhân, đấy là chuyện bình thường. Đây con F2 này. Mua về nuôi cho vui đâu bác, huỳnh huỳnh thôi. Nhưng mà cái dòng bò F2 này sẽ không phát triển bằng con bọn F1 đâu bác. Nó cứ ì vậy thôi. Bởi vì là nó sẽ không phát triển bằng những dòng bò F1 đấy đâu. Những em này phát triển nhanh dã man luôn các bạn. Ngày xưa bắt về cách đây 3 tháng nhìn như con mọn, con cọc ấy. Bây giờ nhìn béo tốt. Gặp hoàng cơ bản là chương trình dinh dưỡng nó tốt nữa. Chính vì vậy là phát triển cực kỳ tốt luôn. Đây những con này là bắn hormone rồi chứ. Mới bắn hormone ấy, vì vậy bọn này chưa tan đâu. Phải rơi tầm khoảng nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa mới tan được. Vừa rồi bắn mũi hết rồi các bác. Bắn mũi hết rồi, quản lý tốt rồi. Các bác nhìn thấy không? Đấy cái tổng quan trang trại nuôi mà 50 con chỉ vậy thôi. Đó cũng khá đơn giản, không có gì khó khăn cả. Thì trong cái chăn nuôi này giai đoạn đầu thì các bác sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đó, cực kỳ nhiều khó khăn luôn. Bởi vì là các bác chuẩn bị cỏ, cây ngô, các thứ là chưa đủ. Nhiều bác là bắt những cái dòng bò rơi tầm tạ rưỡi, tạ 6, tạ 7 về và lúc đó là nó vừa tách sữa xong. Nó chưa quen cám, chưa quen thức ăn và nó lại vận chuyển đường xa nữa. Vì vậy là con trâu con bò nó có thể là bị sốt bò ăn không rõ nguyên nhân, hoặc bị viêm phổi, hoặc bị tiêu chảy các thứ. Và lúc đấy là các bác chưa biết xử lý thế nào. Thế chính vì vậy là mình bảo rồi, các bác hãy đi tìm hiểu thật kỹ trước khi chúng ta quyết định trong cái chăn nuôi trâu bò này. Các bác phải đi farm tour, các bác phải đi tìm xem những cái mô hình đó chăn nuôi hiệu quả ở trong cái quá trình chăn nuôi thì thường gặp những cái vấn đề gì để sau này á là mình biết được trước rồi và mình phải đó là mình học hỏi họ. Rồi các bác phải xem đó là cái nguồn nguyên liệu mọi thứ ở đâu. Rồi bác phải chuẩn bị đủ thức ăn các thứ. Rồi cái nguồn đầu ra thế nào? Đó. Nguồn đầu ra rồi cộng thêm đó là cái nguồn mía, nguồn cây ngô ủ các thứ như nào, mua ở đâu. Thì chia sẻ bác, các bác phải để ý những cái vấn đề đó. Nếu thức ăn thì các bác phải điện thoại cho những ông kia bảo chuyển thức ăn về cho tôi, các thứ chẳng hạn. Đây thì quy trình của mình rất là đơn giản thôi, làm rất là nhanh. Chắc là rời tầm 30 phút là bò ăn hết rồi các bạn. Đầu tiên là mình sẽ bóc bao bia ra, sau đó giải ra rồi cho một bao cắm bò, một bao cắm lợn cho gần 60 con này. Thế rồi mình cho ít cắm bò cắm lợn đúng không? 50 cân thì tính ra chưa đầy 1 cân một con đâu, mà bò to kia nó sẽ ăn nhiều hơn. Cho con bò to bên ngoài kia cho ăn khoảng 3 sẻng nhanh. Về bò to bên này là phải cho ăn nhiều hơn đó. Ba bao bia này là 38, 24, 240 cân. Tính ra đã 6 cân một con bao bia một bữa rồi. Đấy. Cái Imolex kia để cho những con bò kém và rồi bò F2. Còn đâu là cái vỗ béo thì cho toàn bọn này. Đây, mình trộn thêm cái vỗ béo này lên. Từ từ đã. Em.
cho đảo đảo đều ra đã. Ờ, đảo đều ra đã. Nào nhặt bỏ kia đi, nhặt bỏ. Ở chợ ở trong kia. Thằng này đúng là mày đúng không, phá ra chi tử đấy, 1.000 đồng một cái đấy. À, lúc đi mua tẹt ga để đóng đệm lót, và một ngày là sử dụng đến cả bao cám với bao bão bia là một ngày, xem nào, mất mẹ mấy nghìn rồi, mất mẹ lon bồ húc rồi, đúng không? Đấy, mình rắc cái vô béo ở đây quá. À, vô béo này thì nó bao gồm đó là những cái vitamin, rồi những cái khoáng đa vi lượng, nhất là những khoáng vi lượng, cộng thêm là những cái dòng axit amin. Đó. Đấy. Nhìn này thôi, bây giờ chia sẻ bác là cũng đến cả 3 tạ đó. 3 tạ thức ăn đó. Đây là vừa đào tạo kỹ thuật luôn đấy các bác. Không phải là tự nhiên đó là ở nhiều người này đâu. Cái này là chỉ có 2 người là thoải mái 60 con này rồi các bác. Đấy, rắc đầu bên này để cho mấy con F2 với lại con bò kém kém kia cho nó ăn. Đấy, cái Imulex các bác. Đấy, cái này là tăng sức đề kháng. Còn cái bên kia là cho bọn vỗ béo. Đấy, đảo đều đều chút các bác. Tránh hiện tượng là nhiều con ăn được nhiều cám, nhiều con lại toàn bá bia. Nó không hiệu quả. Vì vậy là mình cần đều như các bác nhìn đó. Hóng. Cho 2 con kém bên này đi em. Thống đôi. Được rồi, thế được rồi. Rồi, ok. Các bác đẩy nha. Chỉ trong vòng rơi tầm khoảng chưa đầy 5 phút. Đây. Chưa đầy 5 phút rồi. Liếm sẽ không còn một hạt cám, một hạt bã bia nào luôn các bạn. Cho dịch xem nào. Phải cho ăn được thì bò mới tăng trọng tốt được các bạn. Mình chia sẻ thẳng thật với bác luôn. Ăn bò ăn được thì nó mới phát triển được. Còn bò nếu mà không ăn được thì bò rất là kém phát triển. Nhiều trại muốn ăn, muốn cho bò ăn là không ăn được. Đây có bao nhiêu rồi phải cho hết vào cho nó ăn, sợ còn không đủ cơ bố. Giải đều ra cho sang bên kia. Con này còn không có chỗ ăn rồi này, nó còn không tranh được này, không tranh được cái này. Cho bọn to to nhiều nhiều vào. Đuổi con này vào đuổi sang bên kia kìa, góc bên kia kìa. Phải chui vào tận đấy đuổi sang góc bên kia. Cẩn thận. Đấy, hót cho con bên kia. Đấy. Phải như đẩy nha mấy anh em ở đây, phải đẩy những con nào mà nó không chui vào ăn thì phải đuổi nó ra chỗ đoạn mà thưa nó cho nó ăn. Ở chỗ mà không có con nào cho nó ăn.
cho bò to ghi chưa? Mấy sẻng rồi? Hả? Cái gì? Cho bò to mấy sẻng? Con bò to kia mà. Bò to kia cho ăn nhiều rồi cho anh. Những con to này nó sẽ chui vào được không? Nhiều con là nó hết, nó bắt đầu nó đi tranh ăn nữa. Thế vì vậy các bác phải giải nó đều. Đấy. Đấy, như con này vừa nó chui chèn hết chỗ này chỗ khác rồi. Đấy các bác thấy. Mình đảm bảo chưa đầy 5 phút là bò nó ăn liếm sạch máng luôn các bác. Chưa đầy 5 phút thôi. Nhanh lắm. Sướng không? Bác nhìn đấy. Nhìn bò ăn sướng không? À lấy cầu vào đây đi. Lấy cầu vào đây đi mấy anh em. Muộn rồi. Chở hết cầu vào đây. Ăn như hùm luôn các bạn. Nhìn nó ăn sướng lắm không? Tôi sợ luôn. Quá sướng luôn. Không đầy 5 phút luôn các bạn. Mới 3 phút rồi các bạn. Mới cho 3 phút rồi bắt đầu liếm hết sạch luôn. Trắng máng luôn rồi. Cơ bản là các bác phải căn chỉnh được cái hàm lượng về chất khô với chất xơ trong khẩu phần. Mình vẫn nhắc lại cái vấn đề đó bởi vì là con bò này nếu mà cho ăn quá nhiều cám nó không tốt đâu. Cái hệ vi sinh vật già cỏ nó phát triển nó không đều, không tốt. Bởi vì là châu bò ăn cỏ mà. Đấy, những cái tải đấy, cái túi bóng cái thứ đấy nhá. Tiết kiệm thì tôi chưa phải đại gia đâu mà các ông mà cứ xong bắt đầu các ông vứt lung tung xuống dưới. Người ta làm đến 2-3 đợt đây, HLT chỉ làm được đúng một đợt thì thôi cũng lạy các ông rồi. Mà 6,000+ một cái đâu phải rẻ đâu. Đấy, mình giải cỏ ủ mọi thứ lên. Giải cỏ ủ mọi thứ lên. Đấy. Rắc muối ra ngoài trộn một ít. Rắc muối sau đó là trộn lại một chút cho đều. Bên này thì ít cầu hơn bên kia kìa. Đấy, nhanh không? Liếm sạch máng rồi các bác. Quá nhanh luôn. Mình thích cái lết ăn của nó. Hất vào trong này em. Hất vào trong này. Cái rơm bỏ sao cho ăn sau em ơi. Cái rơm bỏ cho ăn sau. Rơm này lúa bỏ ra cho ăn sau đi. Không, đừng có lấy rơm nhiều chỗ là không có. Nhiều chỗ bỏ rơm vào là bò nó không có cái mà ăn đâu. Rơm này ủ lớp bên dưới không bỏ hết, không bỏ đi đâu nha bác. Để đấy cho nó ăn đó. Sao tắt đi. Nhảy át à? Không có bật cái gì mà ông nhảy át thì chịu rồi. Đấy. Xong. Sau 5 phút trắng máng. Nó vét nó như kiểu đó là mình cọ máng ấy các bác. Như kiểu mình cọ máng ấy. F2 này đẹp không bác? Được không? Cần chỉ không? Vui là vui được bác. Bác nào cần mang về lại nhảy giống bác cứ liên hệ mình nha. Đi ra con này. Đây đây cho ít cái cỏ xanh vào cho bọn nhỏ kia đi. Sau 5 phút là con bò ăn hết cá mấy ba bia thì bắt đầu là mình sẽ cho cái loại cỏ này vào cho nó ăn.
khoảng 30 phút sau thì con bò sẽ ăn hết cỏ này thì mình cho rơm vào. Thì cái quy trình của mình nhá, buổi sáng buổi chiều như nhau các bác. Trong vòng 1 tiếng con bò nó ăn cả cám, ba bia rồi cỏ xanh rồi cây ngô ủ rồi mía các thứ rồi rơm. Đó. Chỉ vậy thôi, rơm thì cho hầu như là cho ăn tự do cả ngày luôn. Nó thích lúc nào con nào thích ăn thì ăn. Đó, khá là đơn giản các bác. Nói chung là cái quy trình của mình nó khá là đơn giản thôi, không có gì khó đâu các bác. Đó, mà bò phát triển rất là tốt nha. Bò phát triển cực kỳ tốt, mình không nói phét đâu. Dòng bò này tăng trọng đâu đó rồi tầm khoảng 5-60 cân một con một tháng này. Dòng bò này phải trên 30 cân một con một tháng, 34-35 cân một con một tháng. Thậm chí có con đến 40 cân một con một tháng. Thì trong video này mình chia sẻ mấy cái kỹ thuật như vậy thôi, thì các bác có thể tham khảo và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bác. Và các bác đừng quên like video, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh HLT Channel nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn toàn thể các bác.